Với sự bí về câu chúng ta cũng dành cho các em một tràng pháo tay và xin được cảm ơn ông Quỳnh Văn Trí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Tân. Quý bà con chúng ta thân mến, với ngày hôm nay chương trình được thực hiện, chúng tôi những người thực hiện chương trình không quên ghi nhớ những sự đóng góp của các nhà hậu tâm để cùng xây dựng để cho chương trình của chúng ta diễn ra lần thứ ba trong cái chương trình phụng cúng đền thần Trưởng Cơ Mai Tấn Huệ. Và để đáp lại tấm chân tình của các nhà hậu tâm thì chúng tôi cũng xin được phép trân trọng kính mời anh Nguyễn Thiện Kim, giám đốc công ty Thiện Kim, anh Nguyễn Hoàng Yêm đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô Nguyễn Thị Thu, cô Diệu Tâm, chị Ngọc Anh, ông Quỳnh Văn Cơ, ông Minh Hồng cùng lên sân khấu để ban tổ chức của chúng tôi tặng một bó hoa để thay cho một lời cảm ơn chân thành. Xin được phép trân trọng kính mời. Ban tổ chức cũng xin được phép trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện sẽ lên cho những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn của những người dân địa phương gửi đến các mạnh thường quân. Dành cho những nhà hậu tâm một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để thay cho một lời cảm ơn chân thành.